Cây hồng đá của anh hơi bị oách đấy. Em xì nhá. Cây có người đặt rồi, 300 triệu. Em đã dặn anh trước rồi, sao anh lại bán? Chú thì 10 lần dặn, 9 lần bùng, lỡ hết cả việc. Lần này là thật anh ạ. Em cần cây hồng ấy biếu ông sếp trên tỉnh, anh hứa nhá. Kệ chú, tìm mối khác đi. Uống nước đi. Anh buồn cười thật. Anh em trên bên dưới tuyển anh ấy nói thế. Trên dưới gì? Chú lúc nào cũng thích mua rẻ hơn người khác. Có mà thuyền chìm. Anh uống nước. Chào chú ạ. Lợi à, càng lớn càng đẹp trai nhỉ? Dạ. Bố, bố uống thuốc chưa? Anh uống thuốc gì đấy? À, thuốc bổ mà. Sang nhà Vích Béo lấy bố bộ đồng về đây. Nó cứ gọi rồi đấy. Dạ. Chú ơi, chú ở lại ăn cơm với bố con cháu nhá. Hẳn rồi. Phải nhậu chứ anh nhỉ? Lâu lắm mới gặp. Bố cháu đang phải kiêng, không uống được rượu đâu ạ. Bố mày kiêng rượu à? Có chó mặc váy linh. Ở trong Sài Gòn á, tao bố mày lại uống mấy trận rồi. Thưa sông thiếu chết, thiếu nước á, uống cạn sông Sài Gòn luôn. Về mụn mọc đầy người, phải uống thuốc lợn gan này con ạ. Anh à, sao con tưởng bố vào miền Nam khám bệnh cơ mà. Thì bố đi ăn cưới để tiện khám bệnh luôn, chứ không vào tận đấy làm gì. Mày đi khám lúc nào? Thôi, mày đi chợ đi. Người lớn nói chuyện đứng đấy làm gì. Chào chú ạ. Mà anh đi khám bệnh gì? Em với anh ở cùng phòng. Anh có thuật phân thân à? Anh bị ung thư. Thật á? Hôm ở Sài Gòn, đám cưới xong các chú về hết. Anh ở lại mấy ngày đi khám bệnh. Chính vì chuyện này, thằng Lợi nó buồn lắm. Anh không muốn nhắc lại. Chú có thích nói ra nói vào. Kìa anh, tình nghĩa anh em bao nhiêu năm, anh nói thế sao được? Bọn em không thể ngồi yên khi anh bệnh tật đầy mình được. Nó đi rồi. Nó đi rồi ạ? Cây hồng đá bác để cho em nhá. Đã bảo cây không bán. Em đố bác không bán được cho em đấy. Anh không những không bán mà anh còn phải bán giá rẻ cho em luôn. Em biết thừa, bác làm cho là có bệnh gì. Bác bay về chuyến bay cùng em, cuống vé em còn cầm. Thế mà bảo là ở lại Sài Gòn mấy ngày. Là cái thằng Lợi, dạo này nó xảy ra nhiều chuyện khiến nó suy sụp. Anh muốn tạo động lực để kích nó lên. Mà chú cũng biết đấy, làm bố đơn thân nó khó lắm. Coi như chú giúp anh. Thì em vẫn biết là bác nói với thằng Lợi là cái lý do. Nhưng vừa nãy em hợp tác với bác thế còn gì. Chú hiểu thế anh mừng. Để anh đi lấy chai rượu. Từ từ bác, từ từ. Chuyện bác với em còn dang dở. Em giữ bí mật cho bác. Bác phải bán cái hồng đá cho em. Giá rẻ rẻ xíu. 250. Người ta trả tôi 300 rồi đấy ông ạ. Anh em với nhau lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Anh em đếch gì cái loại thừa nước đục thả câu.